Hello, mình bắt chào quý vị khán chú trên kênh của em nha. Sớm ngày 7 tháng 6, em khoe sơ bộ cho quý vị khán giả mình xem ngày đầu. Có mấy anh đừng tấn công mình nhỏ rằng ảnh vấn đề anh thấp hơn cho cậu này. Sáng nội em Nhi nó cũng chăm sóc cậu Năm thật là chu đáo luôn. Đây là em Nhi nha. Em Nhi. Này, cảm ơn em Nhi cả nhà. Sáng nào em Nhi cũng dậy sớm ghé qua đây mụ cậu chăm sóc dọn dẹp xếp ảnh xếp bông luôn cả nhà. Tuyệt vời luôn. Rất là gọn gàng chỗ đó nha. Nhà thấy không? Chiều mình sẽ dọn vào lấy bô bọc thấy lại đó. Gọn gàng sạch sẽ. Hồi chiều hôm qua nó có trận mưa ghê luôn cả nhà. Sáng nay anh em sẽ ship hết ra ngoài cả nhà thấy gọn gàng đó. Rất gọn gàng cả nhà. Đây là mặt sau của mộ cậu cả nhà. Rất gọn gàng. Đây là mộ của cô Thanh Kim Nguyễn nha. Nhà mình thấy không? Đây là thấy mộ của cậu. Mình ta kêu khắc tảng đá to. Mình ta làm thành thành phẩm như thế này. Rất là cầu kỳ và nét rõ nét luôn nha. Đó, nó mài bóng người ta đục đẽo cái gì mà thấy đẹp thật. Nó có một cái đường viền chạy ngang qua đây nè, có một bức hình nhỏ trên mộ cậu nữa nè. Đây là quyển sách Mặt Cười của cậu đang bóc xe, còn bóc hoa xe. Sẽ quay lại xa cho nó nhầm chứ nhé. Rất là yên tĩnh yên bình.
Bữa sẽ thắp hương cho cậu Năm đấy. Sáng cũng mang cái bánh đậu hai đồng bia là bánh ốp một dĩa cơm nữa cả nhà, một hộp cơm. Có một sự cố. Có một sự cố. Sự cố. Có sự cố đến viếng mộ cậu Năm cả nhà. Sáng ngày 7 tháng 7. À, tháng 6 xin lỗi. Mà sư ra nấu hay là mình con nấu rồi. Cô nấu luôn hả cô? Công phu 3 giờ rồi. Dạ. 4 giờ xong là cô bắt đầu cô nấu những thiếu canh. Để nấu canh không kịp. Dạ. Cơm ở trong hộp cô cũng mới nấu. Thiếu canh. Không kịp. 4 giờ tới giờ dạ. ở tới Long Thành nữa mà. Ồ cô ở trong cô sư cô ở Long Thành hả? Tiếng rưỡi không ạ? Đi bằng xe con hả? Đi xe máy sư cô? Đi xe của chúng. Chúng này cũng ở trong chùa. Dạ. Đây là bông cúc nữa nha. Đây là cái gì á? Cái này là một bình thôi hả cô? Hai lỗ qua, ba bình, ba lỗ qua. Cơm chay đó. Cái này gì nè? Cái đó nó để chống móc. Cái này đem bánh cho em anh học. Cái này. Không có canh. Để cơm ra với đồ ăn cô nấu. Nhiều không ta? Có cơm ha. Cơm nhiều lắm tại cô nấu. Toàn bộ cô làm hết không có đi mua ở ngoài. Sáng hôm nay là cô có cơm chay cũng là đậu. Kèo này cái này cá lóc hết cơ. Ờ cá lóc, cá kèo, tôm, cá lóc. Mở rồi ra. Có một mình bông hoa mai trắng để cho mình thấy lắm đây là có một kèo kho kho chay nha chú chị. Đây là tôm chay, đồ của cô là đương nhiên đồ giả. Dạ. Mình gọi á thôi chứ không biết đồ giả. Đây là cá lóc kho là đồ chay. Cái này là cái gì? Đây là tôm, tôm chay. Thịt thịt cá kèo, cá kèo chay. Đây là tàu hũ, tàu hũ. Sườn non. Sườn non chay này cả nhà. Tất cả là chay hết á. Chứ cơm dày lắm. Chứ đừng. Cái bữa khán giả nó kia nó kia không chay. Có một khán giả vô bình luận của con kia cái chay cũng giống y là thật vậy. Thì nó cũng như y chang đồ. Người ta làm giả. Không có đâu có gì đâu, cũng bọt giống mà. Như nhau à. Ý mình nhìn vô mình thấy như là như cá cái này kia mình kêu món này cũng như là hai con heo quay. Dạ. Một con heo thiệt. Dạ. Dạ. Con heo giả nhìn con heo giả không biết. Dạ không biết làm giống không cô. Dạ làm trang luôn. Khi làm mà tới cái da của nó lấy cái bột bán nó nhận vô. Dạ dạ cái trang luôn. Cái da lông á. Dạ.
thấy đồ chai này mắc hơn đồ mặn á. Mắc rồi. Mình phải mình gia vị kỹ thì nó mới ngon. Hồi đó chính tay sư làm hết rồi. Cô làm hồi 4 giờ tới giờ. Hồi đó như nội con cũng tu bên đảo Cao Đài á cô. Là mắc ví dụ như là đãi nửa mặn nửa chay đó, là như là nhằm khi đãi chay người ta ăn mặn người ta không không chịu nữa thì đãi cả phần nữa. Như nửa chai nửa mặn luôn. Ngoài đời á, dạ. Cúng thì cúng chai. Dạ, cúng chai. Là đãi mặn. Dạ đúng, dạ. Đúng. Dạ cúng cúng chai. Không, những già con cúng già dạ. Con vậy đó. Ví dụ như mâm mặn 1 triệu là cái này phải 1 triệu 2 triệu 3 đó. Nó mắc hơn á. Cúng như chai mặn đậu đồng mà. Dạ. Dạ. Cái gì cái đó là... cũng là cái vị thuốc. Mày có cúng cho đất đai không cô? Sự. Đất đai chứ con. Đất đai đúng không? Đất đai thì cũng phải bỏ. Bình bông mai trắng để bên trên bàn thờ. Quý con chia cái này ra một cúng ba chén cơm bàn thờ. Còn toàn bộ là cúng đất đai hết. Ví dụ cúng bàn thờ đó cho mỗi cái một thứ một con cá kè. Hello, người đẹp Nhi. Nam quanh không phải Nhi Thảo. Rồi quên muỗng lũa. Dạ, muỗng lũa đây có cô. Dạ. Trước là bị hiểu lầm. Bị hiểu lầm dạ, cô bị phạt 10 bữa luôn. Dạ. Thầy nói trong giáo hội là không cho mê tín gì đó. Sao con dám lên trên đó con ngồi con bàn luận yểm bùa yểm đối từ đây sắp tới không được đi. Dạ, là hiểu lầm đúng không hiểu cô? Hiểu lầm. Dạ. Cô mới nhờ Di Minh kêu gỡ ra, thầy biểu gỡ liền nha. Nhưng mà bữa nay cũng phải về giặt một chút. Dạ. Cái này là cô nói chuyện con á. Rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 là ăn cư kiết hạ. Cô trốn bỏ sao cô đi. Trốn bỏ sao nhưng vẫn xin phép thầy. Thầy sợ mấy cô kia biết thầy cho đi mở sao. Nhưng thầy cho đi. Còn 148 cô lận ăn cư kiết hạ ở luôn đó 3 tháng hạ. Được một tuổi đạo. Là... nghĩa là không được ra khỏi cổng nữa đó. Dạ. Trong 3 tháng bữa nay cô dám chạy về đây. Dạ rồi có sao quay có sao quay không sao lại nó tự gì tại vì hiểu làm cái gì siêu hổng á hôm đó cái bà lũng đồ kia. Dạ. Đi vòng mộ trước cứ cả đêm cô ngủ không được, cô bức xúc, cô thương, cô hương hồn của Vũ Linh. Dạ. Cô lật đật cô về rồi cô ngồi lại đó, cô bàn soạn tùm lum này cái kia phải. Dạ. Cái gì phải quá giải, có vậy thôi mà giáo hội làm việc với cô. Đúng rồi. Dạ. Cô cũng như là bên giáo hội là phải không cho nói là cô bày đặt mê tín dị đoan. Dạ. Tước y tước áo cô 10 bữa luôn. Làm cô nói Duy Minh ơi kêu gỡ ra. Dạ. Thầy biểu kêu gỡ ra dùm. Dạ. Gỡ liền chứ đi 7 lần rồi không có lần nào hết vẫn vô tư. Dạ. Kỳ cô còn đi hát đi ca đường về Tây Phương nữa mà không có gì. Dạ hiểu lầm trời đất ơi cô. Dạ. Tưởng cô không về đây được nữa đó. Dạ. Buồn đúng không? Buồn chứ buồn 10 bữa luôn mất thanh tịnh bị phạt mà. Dạ. 148 cô á, cô bị phạt phải đúng hầu người ta ăn á. Dạ. Xong rồi là cô dọn dẹp rồi cô mới được ăn sao. Còn bây giờ thì mình hòa đồng. Dạ, cô có thể chia sẻ luật của bên giáo hội người ta phạt không? Ổn định rồi, đi đâu cũng có y áo với thẻ tăng ni chứ con. Mình tu hành mình có thẻ tăng ni chứng nhận với y áo rõ ràng chứ. Đâu phải như cái người đó mà cô cũng ngu. Cô bày ra cái chuyện đó cô nói làm sao à? Có thầy của Vũ Linh nó quá giải đi chứ đừng để như vậy là cô vô tình có vậy thôi. Dạ. Là bây giờ mình hiểu lầm thôi, mình xí xóa bây giờ mình ổn định. Dạ, rồi ổn định rồi. Dạ. Nhưng mà cô vẫn xin phép thầy nhưng thầy biểu đi cửa sau tự vì 3 tháng hạ đâu ai được ra khỏi cổng. Dạ. Dạ. Nhưng vẫn ưu tiên cho cô. Rồi, nói chung là tại cô tư từ nhỏ giờ. Dạ. Hôm nay cô đem đồ chay. Không kịp nấu canh. Dạ. Nấu từ hồi 4 giờ khuya tới giờ có một mình đó. Ồ, sư cô nấu từ 4 giờ sáng một mình sư cô nấu hả? Từ 3 giờ khuya công phu. Dạ. Dạ. Mỗi người ở riêng liêu hết 148 cô đồng.